Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Minh Tiệp, Thùy Dương, hôn nhân bền lâu, nhiều tình yêu dành cho gia đình nhỏ. Thẳng thắn trước khi kết hôn, luôn song hành với nhau trong các sự kiện. Dù bận rộn nhưng luôn dành thời gian cho gia đình là những bí quyết để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mà Minh Tiệp, Thùy Dương đang nắm giữ. Minh Tiệp được biết đến không chỉ là một diễn viên mà còn là một người làm kinh doanh. Minh Tiệp cũng nổi tiếng là người đàn ông đào hoa với rất nhiều mối tình với các nữ diễn viên nổi tiếng. Tuy nhiên kể từ khi lập gia đình thì chàng diễn viên này lại chỉ tập trung tất cả cho tổ ấm nhỏ và hết sức yêu thương người vợ kém anh đến 13 tuổi là Thùy Dương. Thùy Dương từng là một thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam nên có ngoại hình xinh xắn và vóc dáng đáng ước mơ. Sau khi làm vợ Minh Tiệp, Dương đã toàn tâm toàn ý rút lui khỏi showbiz và trở về làm mẹ làm vợ. Cô cho biết rất hài lòng với cuộc sống bên chồng và con hiện tại của mình. Đầu thập niên 2000, Minh Tiệp là một ngôi sao, vóc dáng thư sinh, mái tóc dài bồng bềnh lãng tử, ánh mắt ướt át, gương mặt thoáng nét đàn ông địa trung hải. Ngoại hình đắt giá ấy đã đưa anh đến với hàng loạt vai nam chính trong những bộ phim truyền hình dài tập. Đầu tiên của màn ảnh nhỏ Việt Nam và tất nhiên nó đưa Minh Tiệp đến với hào quang, tiền bạc và những cô gái đẹp. Danh sách người tình tin đồn của Minh Tiệp thời điểm đó cũng rất nhiều, nổi bật là người đẹp Lý Nhã Kỳ và ngôi sao điện ảnh Trung Quốc Can Đình Đình. Nhiều tới nỗi Minh Tiệp còn đùa rằng vợ tôi bảo mỗi tối chồng kể cho vợ nghe về một cuộc tình và tôi mới kết thúc việc đó gần đây sau 7 năm chung sống. Tuy khẳng định bản thân bị oan, không yêu nhiều như tin đồn nhưng Minh Tiệp cũng thừa nhận anh yêu không ít với suy nghĩ thời đó là mình còn trẻ lại có tiền ai cấm. Điều khiến anh tự hào là việc chưa từng phản bội cô gái nào, anh chỉ đến với cuộc tình mới khi đã chấm dứt mối quan hệ với tình cũ. Với tôi, những mối tình đã qua là những mối tình đẹp và tôi luôn trân trọng, Minh Tiệp chia sẻ. Đó cũng là lý do mà anh giữ lại tất cả kỷ vật với các người tình cũ và cho Thùy Dương xem chúng trước khi quyết định kết hôn với cô. Minh Tiệp bảo khi quyết định yêu và cưới Thùy Dương làm vợ, anh đã thấy đủ với sự tang bồng trai trẻ. Nên anh tin vào sự trung thủy của chính mình, anh biết và anh tin mình sẽ giống người cha của mình. 93 tuổi vẫn cố gắng đạp xe ra chợ mua một bó hoa về tặng người vợ Tào Khang hơn 80 tuổi nhân ngày 8 tháng 3. Đó là thứ tình yêu mà Minh Tiệp vẫn khao khát và ngưỡng mộ. Hôn nhân bền lâu phải có sự chia sẻ cùng nhau. Về phần mình, Thùy Dương chia sẻ, khi được hỏi về bí mật hâm nóng tình cảm, chúng tôi không có bí quyết hâm nóng tình cảm gì cả. Quan trọng là cùng chia sẻ, đi đâu cũng có nhau và luôn coi nhau như những người bạn. Nói về mặt được và chưa được của ông xã người đẹp cho hay, chúng tôi luôn nhìn vào mặt tích cực của nhau mà sống. Điều không yêu ở chồng tôi đó là anh thường phải đi tiếp khách, uống rượu bia và hút thuốc, còn lại thì đều yêu. Anh ấy luôn biết cách tạo những bất ngờ, anh ấy tặng tôi những món quà mà tôi yêu thích. Tôi cũng không phải người cầu kỳ hay thích đồ hiệu gì cả, nên với tôi món quà nào cũng đều bất ngờ cả, Thùy Dương chia sẻ với ông xã. Dương cho biết đã bị sự chín chắn và nghiêm túc của anh Tiệp làm cho siêu lòng nên mới đồng ý kết hôn khi tuổi còn rất trẻ. Ngay sau đó, cô ở nhà và lo cho gia đình nên cuộc sống hậu hôn nhân cũng có nhiều sự thay đổi. Và với Thùy Dương, việc làm vợ một người đàn ông hơn mình quá nhiều tuổi đôi khi cũng là gánh nặng bởi anh ấy sẽ khó tính và đòi hỏi sự chu toàn của Dương nhiều hơn. Tuy nhiên, theo như cách kể chuyện của cô thì có vẻ như mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại. Tuy anh Tiệp hơn mình nhiều tuổi thật nhưng bọn mình lại có nhiều điểm chung và quan điểm sống giống nhau. Đó luôn là đơn giản, nhẹ nhàng mọi vấn đề, cả tinh thần lẫn vật chất. Mình rất thích một câu mà anh Tiệp từng nói với mình: ít tiền thì mình ăn dưa cả, có tiền thì mình ăn nhà hàng. Vợ chồng mình không bao giờ nặng nề và gây áp lực cho nhau bởi tinh thần và vật chất. Và điều quan trọng là luôn đồng cảm và lắng nghe lẫn nhau mỗi khi có chuyện xảy ra. Ngoài ra, anh Tiệp còn có một nguyên tắc mà mình rất thích, đó dù là bận thế nào thì riêng 2 ngày cuối tuần anh cũng đều dành cho gia đình và con cái. Thậm chí ngày thường cũng vậy, sau khi rời văn phòng là anh về giúp sổ sách công ty rồi lại còn đi đóng phim, dẫn chương trình. Nhưng buổi tối thì anh luôn tận dụng nhiều nhất thời gian để ở bên vợ con. Đặc biệt Dương thường xuyên được chồng động viên trong công việc và chiều chuộng về các sở thích. Với Dương, chính tình yêu và sự cảm thông đó của chồng đã giúp hai người vượt qua hết được những trở ngại trong cuộc sống. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị.
rất nhiều.